Chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chào Phước Hưng. Chào Kim Thảo. Phước Hưng ơi, ngày hôm nay mình có thể ưu tiên lựa chọn thắc mắc của vị khán giả mà Kim Thảo chọn được không? Được chứ. Và thưa quý vị, vị khán giả mà Kim Thảo lựa chọn ngày hôm nay có chia sẻ rằng là các bạn nhỏ nhà chị đều thích ăn pizza. Thêm một chia sẻ nữa là ăn tiệm hoài thì cũng tốn kém nè. Cho nên là chị có nhờ các đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày tư vấn cách làm pizza tại nhà với những thực phẩm bổ dưỡng có được không? Vậy thì Phước Hưng xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau vào bếp thực hiện món pizza phở hải sản. Để thực hiện cho món pizza phở hải sản thì chúng ta cần có 500g bánh phở, tôm, mực, hành tây, hành lá, cà chua, thơm, ớt chuông xanh, trứng gà, húng quế, tương cà, tỏi băm, một số gia vị thông thường và sốt mayonnaise aji mayo. Chúng ta sơ chế cái phần rau củ trước, phần ớt chuông xanh Phước Hưng sẽ cắt sợi. Bây giờ Phước Hưng sẽ cho qua một cái dĩa này luôn. Phần thơm thì Phước Hưng cũng sẽ cắt sợi luôn. Phần hành tây này Phước Hưng sẽ cắt lát mỏng. Hưng cho hành tây qua đây luôn. Cà chua Phước Hưng sẽ bỏ hộp, cắt sợi luôn. Phần hành lá cắt khúc. Chúng ta sơ chế cái phần tôm và mực. Phần tôm chúng ta lột vỏ sạch và bây giờ Phước Hưng cũng đã cắt hạt lựu sẵn rồi. Còn phần mực cũng sẽ cắt hạt lựu tương đương với phần tôm luôn. Chúng ta sẽ tạo hình cho phần đế bánh phở. Nhưng mà Hưng ơi, hôm nay mình làm pizza, nhưng sao Kim Thảo thấy là trong phần giới thiệu nguyên liệu không có bột mì để làm vỏ bánh? Vì hôm nay phần đế bánh pizza thì Phước Hưng sẽ làm bằng từ sợi phở nè. Và chúng ta sẽ kết hợp chung với Asukik bột chiên giòn. Đầu tiên Phước Hưng sẽ cho 2 quả trứng gà. Cho vào đây là 1 muỗng rưỡi canh Asukik bột chiên giòn. Chúng ta nên sử dụng Asukik bột chiên giòn để làm cái phần đế bánh phở thì giúp cho tăng độ kết dính cũng như là tăng độ giòn của phần đế bánh. Cho vào đây là nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto heo. Chúng ta cũng sẽ trộn đều lên luôn. Phước Hưng sẽ cho hết cái phần bánh phở vào. Chúng ta làm đế pizza. Hưng sẽ cho vào đây dầu. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cho phở vào. Chúng ta dùng cái sạn chúng ta sẽ ép cái phần bánh phở này. Và bây giờ chúng ta sẽ chiên vàng hai mặt, Phước Hưng sẽ chở mặt. Bây giờ thì phần đế dưới cũng đã vàng rồi, Phước Hưng sẽ tắt bếp nè. Chúng ta sẽ cho ra dĩa. Cho vào đây khoảng 1 muỗng canh dầu ăn để chúng ta xào nhân. Dầu nóng Hưng sẽ cho vào đây khoảng 1 muỗng canh tỏi băm để chúng ta phi thơm. Sau khi mà tỏi đã thơm rồi, tiếp tục Hưng sẽ cho phần tôm mực vào xào trước. Và đây cũng là một cái lưu ý cho quý vị khán giả nha. Khi mà chúng ta cho tôm mực vào rồi thì chúng ta sẽ xào trên lửa lớn nhanh tay để giúp cho hải sản giữ được độ ngọt và không bị ra nước. Phần tôm mực cũng đã vừa chín tới, Phước Hưng sẽ cho những cái loại rau củ vào. Chúng ta sẽ tăng lửa lớn lên, xóc đều. Cho vào là 1 muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto heo, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Cho vào đây một ít tiêu để tăng thêm mùi thơm. Cuối cùng Phước Hưng sẽ cho vào đây hành lá cắt khúc và bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp. Bây giờ Hưng sẽ cho ra một cái tô đầy đủ màu sắc và rất là thơm thưa quý vị. Chúng ta sẽ trình bày món ăn. Cho lên đây khoảng 1 muỗng canh tương cà nè. Phước Hưng sẽ phết đều cái phần mặt của đế pizza. Chúng ta cho thêm sốt mayonnaise aji mayo vào phần bánh pizza, giúp cho cái phần bánh và phần nhân là tăng thêm độ kết dính, giúp cho món ăn sẽ ngon hơn. Và bây giờ Phước Hưng sẽ cho phần nhân lên trên, trải đều cái phần nhân này ra. Cho thêm một ít tương cà, thêm một đường sốt mayonnaise nữa. Vậy là món pizza phở hải sản của chúng ta đến đây đã hoàn tất rồi. Ở đây Phước Hưng cũng đã chuẩn bị sẵn cho Kim Thảo một phần rồi nè. Cảm ơn Hưng. Wow. Thưa quý vị, món ăn của ngày hôm nay thì có một cái cảm giác vừa ngon miệng, vừa lạ miệng. Những nguyên liệu kết hợp lại rất là hài hòa, tạo nên một cái cảm giác thích thú và độc đáo lắm. Lớp vỏ bên ngoài thì có độ giòn nhẹ nè, rồi kết hợp với độ béo nhẹ của sốt mayonnaise aji mayo cùng với các loại rau củ, giữ được độ ngọt, độ giòn. Rồi tôm mực thì cũng giòn ngọt, rất là ngon thưa quý vị. Cảm ơn Phước Hưng nhiều. Kim Thảo nghĩ rằng là chị khán giả cũng sẽ rất hài lòng với món ăn của ngày hôm nay đấy. Phước Hưng mong là quý vị hãy nhanh tay chỗ tài món ăn ngày hôm nay cho cả gia đình của mình ăn nhé. Phước Hưng xin chúc cho quý vị thành công. Và để xem lại món ăn của ngày hôm nay, quý vị có thể truy cập vào trang web mongonmoingay.com. Đến đây thì đầu bếp Phước Hưng cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại.